Bò tót hủy diệt Tây Ban Nha, chạm mặt gà trống sống dài Pháp. Kẻ chết hụt tuyển Anh, đại chiến cứ lúc mùa da cam Hà Lan. Tất cả đã sẵn sàng. Vòng bán kết của UEFA Euro 2024 đã chính thức xác định hai cặp đấu kinh điển cả về chuyên môn lẫn yếu tố lịch sử. Không có chỗ cho sai lầm ở sàn diễn chỉ dành cho đẳng cấp và bản lĩnh thực sự. Bốn anh tài, quân hùng phân tranh cho cặp vé đến với Olympic Berlin. Xin được trân trọng giới thiệu đến với các bạn vòng bán kết UEFA Euro 2024 với danh xưng đại chiến giữa các vì sao. Trước khi đến với toàn cảnh vòng đấu dành cho tứ đại anh hào châu Âu, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của biên tập viên Mai Anh Tài nha. Pháp chạm mặt với Tây Ban Nha sẽ là màn đại chiến khai màn cho màn bán kết trong mơ của Euro năm nay. Cuộc đấu của hai gã khổng lồ thực sự và số phận sẽ được định đoạt vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 7 tại cầu trường Allianz Arena. Pháp một lần nữa cho thấy chân mệnh thiên tử của họ. Les Bleus chơi không hề ấn tượng trước Bồ Đào Nha, thậm chí nhiều thời điểm họ bị đối thủ tỏ ra lấn lướt. Song bằng bản lĩnh của mình, gà trống Gô Loa đã hạ gục Seleção trên chấm luân lưu để thẳng tiến vào vòng bán kết. Mbappe và các đồng đội thực sự đã để lại hiện tượng kỳ lạ tại Euro lần này. Họ tiến đến vòng đấu dành cho tứ đại anh hào với hành trang là một quả penalty thành bàn. Hai bàn phản lưới nhà của đối thủ và chưa có bất kỳ bàn thắng nào từ các pha bóng sống. Trong khi đó, Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh hủy diệt tại Euro năm nay. Chiến thắng đầy cảm xúc trước chủ nhà Đức thể hiện rõ trình độ chuyên môn và cách thức vận hành đã được kiện toàn nhuần nhuyễn dưới bàn tay của Luis de la Fuente. Binh đoàn bò tót đơn giản là chẳng ngán ngẩm đối thủ nào. Người Đức dù có thiên thời, địa lợi và nhân hòa trong tay vẫn không thể khắc chế được những Rodri, Nico Williams, Fabian Ruiz hay là Dani Olmo. Để rồi khoảnh khắc Merino lập công ấn định tỷ số ở phút 119 cho La Rosa, như sự bảo chứng cho thấy Tây Ban Nha mới là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu Euro 2024 này. Cuộc đụng độ giữa Pháp và Tây Ban Nha thấm đượm yếu tố lịch sử. La Rosa nhỉnh hơn ở thành tích đối đầu với 16 chiến thắng, 7 trận hòa và 13 thất bại. Song bò tót từng thất bại đau đớn trước Les Bleus tại chung kết Euro năm 1984, nơi Michel Platini đã tỏa sáng rực rỡ để mang về vinh quang quốc tế đầu tiên cho gà trống. Đến thời điểm hiện tại, lối chơi tuyển Pháp vẫn dựa nhiều vào sức mạnh nơi hàng tiền vệ và hàng thủ với những N'Golo Kanté, Tchouaméni, William Saliba hay là Theo Hernandez, trong khi Mbappe và các vệ tinh khác trên các mặt trận tấn công vẫn chưa để lại quá nhiều dấu ấn tại Euro lần này. Ở chiều hướng ngược lại, Tây Ban Nha lại chơi tấn công đầy biến ảo với sự sáng tạo tuyệt vời nơi hàng tiền vệ, cũng như tốc độ và sức trẻ của các sao mai Nico Williams hay là Lamine Yamal. Nhìn vào sự tương phản trong màn trình diễn giữa Pháp và Tây Ban Nha trên hành trình tiến vào bán kết, nhiều khả năng thế trận ở Munich sắp tới là thế trận chứng kiến bò tót là những người chủ động trong việc tìm cách khoan thủng khối phòng ngự ấn tượng bậc nhất giải đấu của Les Bleus. Trong khi thầy trò Didier Deschamps sẽ tìm kiếm cơ hội của mình bằng tốc độ cho các pha phản công lợi hại. Tây Ban Nha và giấc mơ trở thành đội tuyển đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Henri de Launay lần thứ tư trong lịch sử. Pháp cùng khát vọng chinh phục châu Âu lần thứ ba. Hai ý niệm vĩ đại sẽ tề tựu tạo thành màn đại chiến long trời lở đất tại xứ Bavaria vào ngày 10 tháng 7 tới. Mà đại chiến còn lại của vòng bán kết Euro 2024 là cuộc đụng độ giữa Anh và Hà Lan. Hai chiến thần ngược dòng ở vòng tứ kết vừa qua và là màn chạm trán giữa giá trị kim tiền và tập thể sở hữu lối chơi tấn công đầy biến ảo. Tấm vé đến với trận đấu cuối cùng sẽ được định đoạt vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 7 tại Signal Iduna Park. Về phía tuyển Anh, một lần nữa họ lại chiến thắng theo cách nghẹt thở, chiến thắng trên làn danh sinh tử. Họ vấp phải sự kháng cự đầy khó chịu trước Thụy Sĩ tại tứ kết. Đoàn quân của huấn luyện viên Southgate thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị loại bởi bị đối thủ dẫn trước ở phút 75. Tuy nhiên, người Anh vẫn kịp thời gỡ hòa ở phút 80 khi Bukayo Saka lập siêu phẩm. Chết hụt thì thường sống dai. Tam sư và Thụy Sĩ bất phân thắng bại với tỷ số 1 đều cho đến hết hai hiệp phụ. Bước vào loạt lân lưu cân não, Bellingham và các đồng đội tỏ ra bản lĩnh hơn để thắng Thụy Sĩ với tỷ số 5-3. Trong khi đội tuyển Anh không có ai đá hỏng, thì bên phía Thụy Sĩ chứng kiến Manen Akanji không thắng được thủ thành Jordan Pickford trên chấm 11m. Trên thực tế, đội tuyển Anh vẫn chưa thể nào mang tới màn trình diễn thuyết phục suốt từ đầu giải tới hiện giờ. Nhưng với việc các cá nhân của họ biết tỏa sáng đúng lúc, Tam sư vẫn tiến thẳng tới vòng bán kết. Về phía Hà Lan, thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman cũng trải qua màn khổ chiến chật vật với đối thủ mới có thể giành lấy tấm vé đến vòng bán kết quý giá. Ở trận đấu muộn nhất thuộc vòng tứ kết Euro năm nay, Club lúc Mùa Gia Cam đã có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc với tỷ số 2-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn quân của Koeman thủng lưới trước trong hiệp 1,
Nhưng sang hiệp 2, họ đã có hai bàn thắng nhờ công của De Vrij và pha phản lưới nhà đến từ Mudryk. Trái với đội tuyển Anh, Hà Lan đang ngày một tiến bộ tại Euro 2024. Họ thể hiện sự phóng khoáng trong lối chơi, đó là lý do giúp cho các trận đấu của Hà Lan thường xuyên xuất hiện nhiều bàn thắng. Đại chiến giữa Hà Lan và Anh là bán kết sẽ là màn chạm trán có duyên nợ trong lịch sử các vòng chung kết Euro. Tính tổng cộng thành tích đối đầu, Tam Sư vẫn đang thua thiệt so với cơn lốc mùa Gia Cam khi có 6 chiến thắng, 9 trận hòa và 7 thất bại. Chiến thắng đáng nhớ nhất của người Anh là khi họ hủy diệt Hà Lan tại Euro năm 96 với tỷ số 4-1. Và điều thú vị là Gareth Southgate, huấn luyện viên đương nhiệm cũng là thành viên của thế hệ Tam Sư 28 năm về trước. Trong khi đó đối với Hà Lan, họ sẽ không bao giờ quên ngày Marco van Basten tỏa sáng với cú hat-trick kinh thiên động địa, giúp cơn lốc mùa Gia Cam cuốn phăng Tam Sư, qua đó mở đường đến với chức vô địch Euro năm 1988, danh hiệu quốc tế duy nhất mà đại diện Hoa Tulip giành được cho đến thời điểm này. Điều đáng chú ý là tương tự như trường hợp của Southgate và màn hủy diệt 4-1 của người Anh trước Hà Lan năm 96, trong chiến thắng năm 1988 trước Tam Sư của thế hệ Van Basten, Ronald Koeman, huấn luyện viên đương nhiệm của Hà Lan hiện tại, cũng góp mặt với tư cách là trụ cột hàng đầu ở mặt trận phòng ngự. Đội tuyển Anh kỳ vọng sẽ lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết giải đấu bóng đá lớn nhất châu lục, khao khát vô địch lần đầu tiên sau 64 năm và ngọn lửa ước mơ về việc đưa bóng đá trở về nhà lại được họ hy vọng sẽ thổi bùng lên tại Berlin. Ở chiều ngược lại, sau 20 năm kể từ vòng chung kết trên đất Bồ Đào Nha, Hà Lan mới chỉ ghi danh ở bán kết một kỳ Euro và đương nhiên họ muốn tái hiện lại chiến công năm xưa của những Ruud Gullit, Frank Rijkaard hay là Marco van Basten. Màn đại chiến tại Signal Iduna Park sắp tới là cuộc chạm trán giữa hai tập thể có màn thể hiện tương phản tại Euro lần này. Với người Anh thì vật vờ, thiếu sức sống, chết hụt là những gì mà người ta gán cho thầy trò Southgate. Qua từng giai đoạn, sự biến chuyển về mặt lối chơi của Tam Sư vẫn không có quá nhiều yếu tố khởi sắc. Một lối chơi thiếu bài bản và chiến thắng của nhà đương kim Á quân Euro luôn phải phụ thuộc vào các màn tỏa sáng bất ngờ từ những cá nhân ngôi sao. Trong khi Hà Lan lại cho thấy bộ mặt khá ấn tượng, họ không được đánh giá quá cao trước khi vòng chung kết Euro năm nay khởi tranh. Song thầy trò Ronald Koeman lại để lại bộ mặt cực kỳ ấn tượng với sự tiến bộ qua từng trận đấu. Họ thậm chí suýt đánh bại tuyển Pháp cực mạnh ở vòng bảng, hủy diệt hiện tượng Rumani và giờ là màn ngược dòng bản lĩnh trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nói không ngoa, Hà Lan mới chính là đối thủ thực sự lớn đầu tiên của tuyển Anh tại Euro năm nay. Hà Lan khác biệt so với những Đan Mạch, Serbia, Slovenia, Slovakia hay cả Thụy Sĩ nữa. Bài toán sẽ khó hơn trong việc tìm kiếm lời giải. Và nếu cứ tiếp tục thể hiện lối chơi thiếu gắn kết như thời điểm này, cũng như mãi trông chờ vào những điểm sáng trên đội hình như là Bellingham hay Saka, người Anh khó lòng vượt qua được sức công phá đến từ cơn lốc mùa Gia Cam. Và đó là toàn cảnh vòng bán kết Euro 2024, nơi tề tựu của những cuộc đụng độ được ví như là đại chiến giữa các vì sao Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan và đội tuyển Anh. Hai trong tứ đại anh hào nào sẽ góp mặt để tạo nên trận chung kết trong mơ tại Berlin? Tất cả sẽ có câu trả lời sau khi ngày thi đấu ngày 11 tháng 7 khép lại.